Cô bắt đầu ta? Hay bắt lên nhà đó là ta? Xách xách cái bọc nước đi đâu rồi ta? Đẹp đó, mở bấm đi. À. Đẹp, tấm này đẹp nữa nè. Nó kêu à, găng ra tao đăng cái tấm đẹp cho mày coi.
đẹp thiệt. Cái kia chụp hình mờ ghê quá. Nó trang điểm cho mợ luôn. Ừ. Còn cái này chụp đẹp nè. Rồi, mình cùng đi xuống. Vô, đứng vô. Đó. Ừ, hai má con đứng đi. Rồi, chuẩn bị nha. Thiệt tao mới để chân chứ mày. Nãy giờ con đâu chụp hình nó làm kiểu gì vậy? Con quay phim mà. Chụp rồi. Lan trời đất chụp rồi đó, không biết nó làm gì nó nhí hoài con quỷ. Đi về đây. Ơi. Ơi giờ chụp hình nghệ thuật đẹp nè mày. Tại vì mặt trời lấp ló sao nhà kìa. Chụp sao mày? Ngồi ghế đi. Giờ ngồi xéo xéo rồi nhìn qua vườn kia đi. Hay sao? Rồi. Không có vỏ sách hả? Quả vỏ này coi. Có phụ kiện. Về đây mới mấy bữa mũi cắt chạy với giò. Chụp rồi đi đi. Ngược sáng mày ơi. Rồi bây giờ chúng mình đi ra. Quay đi, nhìn đây có coi. Kém đâu. Rồi bây giờ mình đi ra nào. Ê, bé chạy. Thấy thương không? Kẹp gì thảo? Có sầu riêng không? Có này có sầu riêng á. Ăn gì cũng được. Sầu riêng rồi, nó ăn dâu đi. Ừ, dâu cũng được, nó sầu riêng ngán lắm rồi. Dạ, cái đó là dâu đó chị. Sầu riêng ngán lắm. Rồi, lấy dâu. Rồi, đây, ăn kem nha. Rồi, 3 cây 60. Oriso. Ba cây 60 nghìn, mỗi cây 20 nghìn. Xăm 4 60 nghìn đó nha. Bây giờ chúng ta lội qua phía bên kia. Lội qua phía bên kia. Chúa. Chưa có chịu. Giờ này còn chưa. Đây gọi là gì trời? Hôm nay cái ông đó ông nói là tiểu cảnh. Giống như cấp vậy ha.
u môi. U môi. U môi là cái dài dài đẹp đẹp không? Xích đu mà nó tưởng là xích đu mà kìa, ở cái ghế khổng lồ kìa, ghế khổng lồ. Ăn kem đi, chạy lên. Nè, còn cái bà này bên đây ngồi đây ăn kem nè, nó ngồi bụi.